Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V màu đen. Nội thất là màu đen và đồng thời cũng cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại luôn. Và trước khi giới thiệu chi tiết hơn về chiếc xe này thì em sẽ đi xung quanh sơ bộ một vòng thì anh chị xem tổng thể về xe cũng như là cập nhật cho anh chị giá bán ở thời điểm hiện tại là thời điểm tháng 3 năm 2024. Và giá bán của thời điểm hiện tại như sau. Giá xe của Toyota Altis thì có 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8 HEV xăng lai điện và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán lần lượt các phiên bản như sau. Phiên bản 1.8G có giá niêm yết ở thị trường Việt Nam là 725 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em vẫn chỉ còn duy nhất là 1.8V. Nên là cái giá này là giá đề xuất cho anh chị về và giá lăn bánh thôi. Có giá với cái giá niêm yết như trên thì lăn bánh phiên bản 1.8G sẽ có giá lăn bánh khoảng 800 triệu. Và còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V là phiên bản bán chạy nhất bên em. Phiên bản trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 780 triệu và lăn bánh thời điểm hiện tại là khoảng 853 triệu. Trong đó thì bên em đã giảm cho anh chị là 10 triệu tiền mặt thẳng vào hóa đơn cũng như tặng cho anh chị thêm 15 triệu tiền phụ kiện nữa. Còn phiên bản cao cấp nhất thì phiên bản này thì bên em vẫn chưa về nên là cũng giá niêm yết cũng là đề xuất. Bản HEV có giá đề xuất niêm yết là 870 triệu và giá lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng là 962 triệu. Và như anh chị thấy chiếc Altis này là phiên bản đã cập nhật về form dáng, về mặt ca lăng dạng tổ ong này trông nó rất hiện đại, trông nó đẹp hơn rất nhiều so với cái phiên bản trước. Màn hình thì được nâng, màn hình đa thông tin thì được nâng lên to hơn và có thêm trang bị là cái cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Thì vừa rồi thì em đã đi xung quanh một vòng xung quanh xe và cập nhật cho anh chị giá bán ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Altis bản 1.8V cũng như là cái trang bị của nó có những gì. Thì ở phần đầu xe anh chị thấy cái thiết kế mới hiện tại thì trông rất là khỏe khoắn và trẻ trung hơn rất nhiều rồi. Tất cả dòng xe của Toyota thì đang hướng đến sự trẻ trung, sự thể thao, không còn như ngày xưa nữa. Thì ở phần đầu xe được trang bị những gì? Đầu tiên là cụm đèn sẽ được trang bị là cụm đèn bi LED có projector, thì cả pha cả cốt sẽ chung ở trong cái projector này. Cái chiếu sáng thì rất là đảm bảo rồi. Còn ở phần gọi là đèn sương mù thì được sử dụng là đèn full LED có công nghệ cao hơn, có thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên là theo mảnh giá, nếu mà sử dụng ở trong điều kiện sương mù thì đèn sương mù dạng halogen thì vẫn hiệu quả hơn. Nhưng mà về xét về dạng mặt công nghệ cũng như là mặt thẩm mỹ thì phiên bản LED nó sẽ cao hơn so với halogen. Ở phần logo này cho anh chị thấy đây là logo dạng 3D, dạng có kính phẳng này. Thì sau cái logo này sẽ có là cái cụm radar để nằm trong cái gói Toyota Safety Sense, có giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, ga thích ứng thông minh, hỗ trợ phanh cho anh chị. Và có cả và vừa rồi thì em quên mất chưa giới thiệu, khi anh chị một vòng nội thất thì xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và bên em cũng mới hạ từ cảng về nên là vẫn còn những cái tấm phim bảo vệ màu trắng ở đây chứ không phải là màu xe như này đâu chị ạ. Những cái màu trắng ở đây nó là tấm phim và có cả phim siêu của la răng nữa. Ở phần thân xe thì phần la răng, đây là phần la răng không thay đổi thiết kế và có kích thước là 17 inch. Ở phần thân xe có một chi tiết là cảnh báo điểm mù ở trên gương và cắt ngang phía sau khi lùi thì là cập nhật mới. Có khi mà anh chị vận hành xe thì cái chức năng này nó rất là tiện lợi, đặc biệt là khi anh chị đi trên đường cao tốc, cái chức năng cảnh báo điểm mù rất là thuận tiện. Và cái thứ hai là cái cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, anh chị khi đi chơi hoặc là mình khi lùi từ trên vỉa hè xuống thì cái xe của mình cảnh báo những cái phương tiện cắt ngang, nó rất là tiện. Còn ở phần tay nắm cửa thì cũng ít người giới thiệu đến anh chị nhưng nó là một cái chi tiết khiến mình hài lòng hơn khi sử dụng xe mỗi ngày, là từ cái cảm biến khi mà mình chạm vào xe, có cảm biến ở phần bên trong và cảm biến ở dấu bằng ở đây, ra khỏi xe mình chạm vào thì là xe sẽ khóa cửa lại. Và vừa rồi thì em chạm vào cảm biến và
nó kêu, bởi vì chìa khóa em vẫn đang để trong xe và em lại khóa cửa lại thì là cảnh báo khóa cửa. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ có 6,84 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, cực kỳ tiết kiệm. Và quay đến phần thân xe, phần đuôi xe thì em nhớ đến một chi tiết cần phải nhấn mạnh với chiếc xe Altis này là treo sau là treo độc lập, vận hành rất là êm ái, ngang Camry. Một sự khác biệt so với cùng phân khúc khác là sử dụng treo độc lập thì cái vận hành xe cho hàng ghế cả phía trước và đặc biệt hàng phía sau thì cực kỳ êm ái và yên tĩnh rồi. Đuôi xe thì dùng đèn full LED, có 4 cảm biến ở phía sau. Em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu thêm cho anh chị nhé. Như em có giới thiệu ban đầu thì chiếc xe này là ngoại thất màu đen và nội thất cũng là màu đen. Nên là anh chị thấy ở đây là nội thất là full đen. Điểm thêm đó là những cái chi tiết mạ bạc ở đây. Ở đây là nhựa mềm, bọc da có nhiều vị trí cũng nhựa mềm. Ghế da đục lỗ ngồi rất là thoáng và khâu may theo dạng thể thao, có phanh tay điện tử, có màn hình trung tâm rất là lớn, màn hình 12,3 inch. Để em để lên cho anh chị xem nhé. Đó, màn hình rất là lớn luôn anh chị ạ. Nó không phải là hai màn hình nhỏ như trước nữa đâu. Một đây là một màn hình 12,3 inch ở đây và một màn hình 10,1 inch ở đây nữa. Toàn màn hình rất màn hình rất là to ở trang bị ở trên xe Altis và được trang bị cái màn kèm theo màn hình giải trí này là chức năng Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây. Ở lô vô lăng thì rất là nhiều nút rồi, từ chỉnh cái màn hình đa thông tin này, rồi giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, ga thích ứng thông minh và chuyển các chế độ âm thanh, phanh tay điện tử anh chị ạ. Còn đây là cái hàng ghế thứ hai của xe. Đó. Vừa rồi thì em có giới thiệu cho anh chị về cái xe Toyota Altis có cửa gió hàng ghế thứ hai và hai cổng sạc USB-C ở hàng ghế thứ hai. Vâng, và vừa rồi thì em đã điểm qua cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis cũng như là báo giá cho anh chị ở thời điểm tháng 3 năm 2024, em xin lỗi. Và anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe, liên hệ đặt xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.